ức xót xa hỡi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thạo thâm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất võ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thạo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Bóng tím ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị, trong mạch nguồn du dị Việt Nam, chắc hẳn quý vị đã có cơ hội được lắng nghe, được cảm nhận và được thấy những câu chuyện truyền cảm hứng trong suốt một năm vừa qua. Và với gương mặt Việt Nam mùa đầu tiên với chủ đề viết tiếp những điều dung dị, ngày hôm nay quý vị sẽ cùng với chúng tôi len lỏi khắp các miền ký ức và cảm nhận sâu sắc hơn nữa từng khoảnh khắc của từng câu chuyện truyền cảm hứng ấy. Và trong giây phút giao hòa của mùa xuân cũng là thời khắc tuyệt vời nhất để tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng sẻ chia, cùng lan tỏa, cùng kể nhau nghe những câu chuyện đẹp đẽ mà nhân văn, dung dị mà giàu sức lay động tận cùng. Và để rồi từ đó thì ngọn lửa của tình yêu thương và lòng tự hào vẫn sẽ luôn cháy mãi trong trái tim của mỗi con người Việt Nam. Mang trong mình lòng tự hào đi dọc chiều dài Tổ quốc, đến cả nơi hải đảo xa xôi, giữa thành phố Hồ Chí Minh văn minh
hiện đại, nghĩa tình và cũng căng tràn sức sống. Xin cho phép đêm nay sẽ là thời khắc của hội ngộ, sẻ chia và lan tỏa những thông điệp Việt Nam. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình Gương mặt Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với một gương mặt rất đặc biệt. Trong đêm Gương mặt Việt Nam ngày hôm nay, chúng em vinh dự được đón tiếp nhà nghiên cứu 104 tuổi cụ Nguyễn Đình Tư với hơn 80 năm lao động cống hiến, để cho ra đời hơn 60 tác phẩm giá trị về lịch sử, địa lý và văn hóa của các vùng miền. Và cụ cũng đã được trao kỷ lục Việt Nam về những cống hiến kỳ công của mình. Dạ cụ ơi, trong buổi tối ngày hôm nay khi mà mình hội ngộ rất nhiều những gương mặt truyền cảm hứng thì cảm xúc lúc này của mình như thế nào ạ? Tôi rất thấy là vinh dự được dự cái cuộc họp mặt hôm nay và thấy cái khung cảnh hết sức là hoành tráng khi thấy ở trong đời tôi. Con cảm ơn cụ rất nhiều. Và cụ ơi, xuyên suốt quá trình hình thành ngàn năm dựng nước và giữ nước của mình thì không biết là lòng tự hào và lòng yêu nước đã được thể hiện qua những khía cạnh nào thưa cụ? Thưa quý vị, cái lòng yêu nước thì người dân nước nào cũng có đối với nước họ. Nhưng mà tôi thấy rằng kỳ lòng yêu nước của người Việt Nam ta có một số đặc biệt. Cái đấy thứ nhất ấy, là ngay từ những cái năm đầu của thiên niên kỷ thứ nhất sau công nguyên, dân ta hồi đó chỉ là nông dân, có thể đến 99% là nông dân. Nhưng mà cái lòng yêu nước thì không có cái gì ở đâu so sánh được. Khi đất nước có lâm nguy, có giặc đến thì họ buông hết cả cày bừa, bỏ hết cả công việc, tay cầm giáo, cầm mã, cầm liềm, cầm búa, ai không có thì ra chặt một cây tầm bóng vật nhọn, và lại nghe cái tiếng dục ở đình làng thì tự nhiên là hò nhau chạy ra tập hợp lại đó, để có những người cùng là nông dân như họ nhưng mà có học võ để lãnh đạo chỉ huy và dẫn họ lên tổng, rồi lên huyện, rồi lên phủ, rồi lên tỉnh để xếp đặt thành hàng ngũ theo từ điều động chúng để ra mặt trận trong quân thù. Cái đặc điểm thứ hai ấy, là cái việc đánh giặc lâu nay là thường là của nam giới, nhưng ở Việt Nam thì hơi khác, chị em phụ nữ cùng tham gia và nhắc nhở nhau là giặc đến nhà đền ba cùng đánh, và họ đã thực hiện bằng cái hành động khởi nghĩa của hai chị em và Trưng. Thưa quý vị, cái thành phố Hồ Chí Minh bây giờ tiền thân là thành phố Sài Gòn là cái nơi mà thể hiện cái tình yêu nước đầu tiên để chống một cái loài kẻ thù tiến bộ hơn mình nhiều, đó là thực dân Pháp. Họ đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ để đi đầu trong cuộc kháng chiến đó và kéo dài đến 20 năm để qua địa quốc Mỹ. Đến cuối cùng thì mới là cái người cuối cùng được hưởng hòa bình. Cho nên có cái câu là dân Sài Gòn là đi trước về sau là vậy. Con xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức quý báu của cụ. Và quý vị thân mến, suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước và tinh thần cách mạng, hào khí của dân tộc đã được thể hiện qua nhiều sự kiện, cột mốc và dấu son. Đối tiếp dặm dài lịch sử thì những con người Việt Nam hôm nay vẫn viết tiếp những trang sử mới đầy hào hùng trong dòng chảy hội nhập quốc tế, không chỉ để khẳng định ý chí Việt Nam mà còn vun đắp cho tinh thần đoàn kết quốc tế trong bất kỳ điều kiện hay hoàn cảnh nào.
Đồng Nhân, Đồng Duy Đông. Đó. Chuyển sai máy cho tìm. Dũng ơi, cẩn thận cái hàm ở chỗ đấy, nó không có cái trống thì cái đấy nó sẽ chịu xuống đấy. Kính thưa quý vị, và mới đó mà đã một năm trôi qua kể từ tháng 2 năm 2023, chúng ta vừa được sống dậy những thước phim qua trận động đất kinh hoàng diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời điểm đó thì chúng ta có 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ quốc tế, và thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã cử 5 cán bộ chiến sĩ thuộc PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh để cùng lên đường cứu hộ quốc tế. Và ngày hôm nay Phạm Thanh sẽ mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ, cùng giao lưu với một trong những thành viên của đội cứu hộ quốc tế. Trân trọng giới thiệu tất cả quý vị, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên trong lịch sử của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, trân trọng kính giới thiệu Trung tá Nguyễn Chí Thành. Thì khi Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra cái thảm họa là Việt Nam chúng ta đã cử một cái đội. Và bản thân tôi cùng với 4 đồng chí nữa là rất là vinh dự là được chọn. Khi được chọn như thế thì bản cảm xúc rất là vinh dự, rất là tự hào. Vì mình là lực lượng cứu nạn cứu hộ, mình sẵn sàng là nhận mọi nhiệm vụ được giao. Thì bên cạnh đó thì cũng rất là lo lắng vì đây là cái vụ chưa có tiền lệ. Và cái thảm họa xảy ra quá lớn và cái thời gian di chuyển là xa. Và cái dư chấn có thể là xảy ra bất cứ lúc nào có thể là nguy hiểm đến cho tính mạng của cán bộ chiến sĩ. Và thời tiết bên đó thì âm đến 6 độ C. Chúng ta đi là đem theo những hơn 2 tấn thiết bị y tế cùng với là nước uống, thức ăn, máy phát điện vân vân để mình tự tác chiến. Và qua bên đó là cái đống đổ nát và thiệt hại về người là ngoài sức tưởng tượng đối với chúng tôi. Chúng tôi đi với một cái tinh thần là khẩn trương, với một tinh thần Việt Nam. Thì khi qua bên đó thì chúng tôi được giao nhiệm vụ ở một cái vị trí, mà cái vị trí này là đã rất là nhiều nước trên thế giới đã tìm kiếm và hơn 7 ngày. Thì với cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta là sẵn sàng là lao vào cái nơi nguy hiểm nhất và làm liên tục từ sáng sớm cho đến là 18 giờ tối và đào bới liên tục không ngừng nghỉ. Chúng tôi đã phát hiện sự sống và kết hợp với lực lượng nước bạn đã cứu sống thành công bé 17 tuổi. Đây là một kỳ tích thế giới thời điểm đó, được tất cả các nước trên thế giới và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao. Họ khóc rất là nhiều và họ ôm lực lượng cứu nạn cứu hộ. Họ cảm ơn người Việt Nam ở bên cạnh họ những lúc khó khăn như thế này. Và họ nói lại một câu là khi sau này Việt Nam mình cần, ở mọi thời điểm họ sẽ sẵn sàng để hỗ trợ Việt Nam chúng ta. Các anh lên đường như vậy thì ở nhà lo lắng như thế nào? Và hỏi thiệt là có cản anh không? Thì xin chia sẻ thì chúng tôi làm cái nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ này là chúng tôi được trui rèn từ thực tiễn. Và chúng tôi đi với một cái sứ mệnh. Sứ mệnh là được chọn đến đó để làm. Thì đối với tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng có gia đình, ai cũng có cha mẹ, vợ con. Thì khi chúng ta làm một cái việc gì nguy hiểm thì chắc chắn người thân của mình là sẽ rất là lo lắng. Đặc biệt là bản thân tôi, thì tôi rất là biết ơn cha mẹ và đặc biệt là vợ con là rất là ủng hộ cái công việc này. Để làm được công việc này thì họ hy sinh rất là nhiều. Đó là tôi cảm nhận được. Vì khi mình lên đường mình làm nhiệm vụ thì chắc chắn họ ở nhà họ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Khi mình làm xong nhiệm vụ, mình gọi điện thoại về, mình báo thì họ mới yên tâm. Nhưng mà tôi hạnh phúc và đồng đội tôi cũng hạnh phúc, đó là được người thân ủng hộ khi lên đường. Là họ luôn là động viên, là cố gắng, là phải hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ. Và cái điều quan trọng nhất là cũng như lãnh đạo nói là đi đủ, phải về đủ. Và đặc biệt là nếu mà dư càng tốt, đó là điều hạnh phúc nhất. Dạ. Yeah.
rồi có ra trong đau buồn chi đâu mà và trong đêm hội ngộ những gương mặt Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi cũng có một hành trình muốn được chia sẻ đến với quý vị. Đó là một hành trình được tiếp diễn qua nhiều năm tháng thầm lặng với sự chung tay chung sức của hàng triệu con người Việt Nam, và đó chính là hành trình lên rừng xuống biển của quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu, vì trẻ em, học sinh, sinh viên miền núi và hải đảo của Tổ quốc. Ngay sau đây, xin cho phép chương trình được trân trọng kính mời lên sân khấu cô Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cũng là Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Kính thưa cô, năm 2024 là một năm rất đặc biệt khi chúng ta đánh dấu hành trình tròn 25 năm thành lập Quỹ học bổng Vừa A Dính và 10 năm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Và trong suốt hành trình bền bỉ đó, chúng ta đã có rất nhiều những dự án, những mô hình ý nghĩa. Trong đêm hội ngộ gương mặt Việt Nam ngày hôm nay, xin phép cô có thể chia sẻ cho chúng con cùng với quý vị khán giả hành trình mà mình đã đi qua. Có thể nói rằng sau khi mà tôi được về hưu thì tôi tiếp tục làm cái công việc chăm lo cho xã hội. Thì quỹ học bổng Vừa A Dính của chúng tôi một năm thì có khoảng 8.000 suất học bổng về chiều rộng, chăm lo 5.000 suất cho con em dân tộc thiểu số và 3.000 suất cho con em ngư dân của biển đảo của chúng ta. Về chiều sâu thì chúng tôi có 5 cái dự án tất cả. Dự án thứ nhất của chúng tôi là dự án ươm mầm tương lai. Dự án này thì chúng tôi đưa các em học sinh, người dân tộc thiểu số và biển đảo về thành phố Hồ Chí Minh học. 20 trường của thành phố, một trường của Bình Dương và một trường của Cần Thơ đồng hành chúng tôi trong cái việc này.
các em học từ lớp 6 cho đến lớp 12 và hoàn toàn miễn phí. Thì báo với các anh chị là đã có 360 em là con em của dân tộc thiểu số và 280 em là con em của biển đảo. Trong 280 em của biển đảo thì trong đó có 128 em là con em của ngư dân ở 14 cái đảo, từ đảo Vân Đồn, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Trường Sa. Trường Sa thì có Trường Sa Lớn, Sông Tử Tây và Sinh Tồn, rồi Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, An Sơn, Lợi Sơn, Nam Du của Kiên Giang và đảo Hòn Chuối của Cà Mau. Còn lại thì con em có lực lượng chấp pháp trên biển, gồm có cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng và hải quân trên bộ, lữ đoàn tên lửa tàu chiến và tàu ngầm của chúng ta. Dự án thứ hai là dự án chấp cánh ước mơ. Chúng tôi cũng đầu tư cho các em trong vòng 7 năm, từ lớp 6 đến lớp 12, nhưng không có tập trung về thành phố mà vẫn ở địa phương. Dự án này nếu chúng ta không hỗ trợ thì các em sẽ bỏ học nửa chừng. Hiện nay dự án này có khoảng 509 em. Và dự án thứ ba là dự án mở đường đến tương lai, tổ chức đầu tư đào tạo 100 em nữ sinh người dân tộc thiểu số học trong vòng 7 năm, 3 năm phổ thông, 4 năm đại học. Và các em bây giờ trở thành là 100 nữ trí thức ở 7-8 ngành kinh lớn của chúng ta. Và còn một cái dự án tiếp theo, tức là sau khi các em ở dự án ươm mầm tương lai lên lớp 12, sau khi các em dự án chấp cánh ước mơ lên lớp 12 thì chúng tôi lập tức có một dự án mới, đó là dự án hỗ trợ sinh viên, đón đầu tất cả các em đưa vào trong dự án này. Có nghĩa là quá trình đào tạo không có lúc nào bỏ ra cả. Thì hiện nay có 376 em thực hiện dự án này. Thì có thể nói rằng trong tất cả 4 cái dự án đó là khoảng gần 400 tỷ mà đầu tư đào tạo cho 1.610 em trong cái dự án đầu tư chiều sâu của chúng tôi, trở thành những cột trụ rất quan trọng ở những vùng biên giới, ở những vùng hải đảo của chúng ta. Thưa cô, con muốn hỏi thật cô, sau khi chúng ta nhìn lại hành trình 25 năm đã đi qua của mình, với cá nhân cô, đâu là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất và tự hào nhất? Tôi thì đi qua từ cái chỗ không đến có, từ chỗ ít đến nhiều, và bây giờ nó trở thành cái kết quả như vậy, chúng tôi rất là vui, là bởi vì được cái sự đồng hành của các nhà tài trợ trong nước và ngoài nước, hiểu được ý nghĩa việc làm của việc này, cho nên đồng hành một cách bền bỉ, miệt mài, lâu dài và căn cơ với chúng tôi để đào tạo được cái nguồn lực cho những cái vùng phên dậu của đất nước. Thì báo với các đại biểu cũng xin nói một chút là đảo Lý Sơn hiện nay có 72 em đang được đào tạo trong dự án của chúng tôi. Bởi vì đảo Lý Sơn là trạm trung chuyển của Trường Sa và đảo Lý Sơn cũng là cái trạm tiếp cận với Hoàng Sa, cho nên cái sự đào tạo nguồn lực không có bình quân mà là cần với yêu cầu của những địa phương. Cá nhân Lan Nhi rất may mắn khi tháng 4 năm 2023 vừa rồi có cơ hội được đồng hành cùng với Quỹ Học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu đến với huyện đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, và đã tận mắt chứng kiến những công trình, trường học, thư viện, sách vở và những học bổng mà Quỹ Học bổng gửi trao cho các em. Cô ơi, cô có nhận ra cô bé này là ai không ạ? Này tên là Thu Hiền. Dạ, em bé Thu Hiền. Em bé Thu Hiền từng sinh sống ở đảo Sinh Tồn và cũng là một trong những em bé đã được Quỹ Học bổng Vừa A Dính nuôi nấng và trưởng thành. Và đây chính là hình ảnh biểu tượng của câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Hình ảnh em bé lớn lên cùng cây phong ba, và trong đêm hội ngộ gương mặt Việt Nam ngày hôm nay, cô bé ấy đã trở thành một thiếu nữ khôn lớn trưởng thành. Hôm nay con mang đến một món quà là một cây phong ba mang từ đảo. Thì với thời tiết ở trong đất liền thì cây phong ba rất là khó là gìn giữ, nhưng mà con muốn mang về cho bác. Đây cũng giống như là món quà mang về từ Trường Sa. Xin được cảm ơn em Thu Hiền. Kính thưa cô, trong đêm hội ngộ những gương mặt Việt Nam ngày hôm nay còn có một tiết mục rất đặc biệt. Con xin được mời cô Trương Mỹ Hoa cùng với quý vị cùng hướng mắt về khu vực sân khấu này. Quê em ở Trường Sa, những đảo chim đảo nổi. Quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la. Sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển. Những chuyến tàu yêu thương, mang hơi ấm đất liền. Nhà em sông Tử Tây, còn bạn đảo Sinh Tồn. Sẽ thật vui biết mấy, nếu đảo gần nhau hơn. Mỗi bước em đến trường, phong ba rợp bóng mát. Chú Hải Quân đứng gác, thân thương quá đi thôi. Yêu lắm Trường Sa
đưa tôi đi rất xa. Người ước mơ giờ đã chắp cánh, người xót ước mơ. Và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời, đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa. Kính thưa cô Hoa, có một em học sinh cũng rất là đặc biệt, đó là em Giàng A Xoài, cách đây 6 năm trước ở Yên Bái, và rất không may trong một trận lũ quét gia đình em đã mất, chỉ còn mỗi em và anh trai trên vùng miền núi cao Yên Bái. Và khi đó quỹ học bổng Vừa A Dính và cô Trương Mỹ Hoa đã lên tới thần Yên Bái đưa em về với thành phố Hồ Chí Minh để học tập. Trải qua 6 năm học tập tại trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Hồng Hà, em Giàng A Xoài giờ đây đã có thể nói rành tiếng Kinh và đang học lớp 11 theo kịp với bạn bè. A Xoài ơi, trong khoảnh khắc hội ngộ với cô Trương Mỹ Hoa và các cô chú trong quỹ học bổng Vừa A Dính, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, em có gì muốn chia sẻ hay không? Dạ, là lâu lắm rồi con được gặp bác Trương Mỹ Hoa. Rất vui khi tối nay con được gặp bác Trương Mỹ Hoa, và con chúc bác Trương Mỹ Hoa có thật nhiều sức khỏe. Và con xin cảm ơn bác, con cảm ơn bác rất nhiều vì đã đưa con vào đây để được học tập như những bạn trong lớp. Con xin cảm ơn bác. Tôi rất là hạnh phúc, chắc cũng giống như là các cô hiệu trưởng ở trường đây, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng vì thấy các con của chúng ta ngày càng trưởng thành, ngày càng học giỏi giang. Thưa quý đại biểu, là các em vô đây học mới có 11 tuổi thôi. 11 tuổi, xa cha, xa mẹ, từ ngoài đảo xa hoặc từ trên núi biên giới của chúng ta về đây học tập. Thì các em còn nhiều cái bỡ ngỡ, nhiều cái rất là khó khăn. Nhưng mà về đây nhờ cái sự chung tay đùm bọc và thương yêu của các thầy, các cô, của các trường, các em lần lần các em dạng dĩ lên, cứng cỏi lên và trở thành đã là học rất là giỏi, được trưởng thành như ngày hôm nay. Thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy. Những cây phong ba rồi sẽ trưởng thành khôn lớn theo năm tháng để lan tỏa bóng mát cho đời. Và trên sân khấu gương mặt Việt Nam ngày hôm nay đã có cây phong ba trưởng thành khôn lớn, và còn rất nhiều những cây phong ba đang nhận được sự nuôi dưỡng từ mạch nguồn yêu thương của quỹ học bổng Vừa A Dính, của câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Một lần nữa chúng em sẽ được trân trọng cảm ơn hành trình đầy ý nghĩa của cô Trương Mỹ Hoa và quý cô chú trong quỹ học bổng Vừa A Dính. Cảm ơn các em học sinh đến từ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Hà. Cuộc đời đã đưa tôi đi rất xa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một trong những hành trình đông đầy nghĩa tình và lòng tự hào dân tộc mà gương mặt Việt Nam ngày hôm nay muốn gửi trao đến với quý vị. Và trong hành trình đó đã có muôn vàn con người Việt Nam chung tay góp sức chung lòng cho một Việt Nam thịnh vượng sáng ngời. Trời xanh như ấm thiên thư bình mô, dành nhân hòa nước non.
vị trong mạch nguồn dung dị Việt Nam. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại một trong những gương mặt Việt Nam ở lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, trân trọng kính giới thiệu tất cả quý vị, doanh nhân Lê Trí Thông. Dạ, em xin phép được trao đổi với anh một chút xíu về một trong những cái khái niệm rất là mới, kinh tế xanh mà chúng ta đang hướng tới, nó như thế nào ạ? Thật ra khi chúng ta nói về kinh tế xanh, mọi người sẽ nghĩ tới về một cái câu chuyện của liên quan tới môi trường. Nhưng mà thật ra cái nội hàm của nó sâu hơn, và thật ra là một doanh nhân trong cái thời điểm này của nền kinh tế, chúng tôi cảm nhận về một cái xanh trên một nghĩa rộng hơn. Đó là việc chúng ta phát triển một cách bền vững mà không tổn hại cho tới tương lai. Một câu chuyện xanh khác đó là câu chuyện của cái tinh thần doanh nhân. 2 năm Covid vừa qua, lực lượng doanh nhân cũng xông ra mặt trận chăm sóc cho xã hội. Và rồi sau Covid lại tiếp tục là những câu chuyện của khủng hoảng kinh tế, câu chuyện của những khó khăn và những câu chuyện của làm sao để duy trì được cái sức phát triển đó mà không tổn hại tới tương lai. Thật ra tôi nghĩ với các doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là cái doanh nhân trẻ, chúng tôi thừa hưởng được một truyền thống. Chúng ta nghe những câu chuyện nãy giờ về truyền thống của những con người nghĩa tình, truyền thống của những con người dấn thân vì tinh thần trách nhiệm. Và trong cái những thời điểm khúc quanh này của nền kinh tế thì câu chuyện cái truyền thống đó, câu chuyện của giá trị đó của thế hệ trẻ, chúng tôi muốn giữ và đi về phía trước. Chúng ta đã thấy những mô hình tăng trưởng dựa trên tài nguyên, nó cũng có những giúp chúng ta phát triển. Nhưng những mô hình tiếp theo sẽ là câu chuyện dựa trên sức sáng tạo, dựa trên những bạn trẻ ở đây, về trí thức của các bạn, dựa trên tinh thần chiến đấu, tinh thần phấn đấu của mỗi người. Và như vậy nó tạo ra một xung lực mới cho phát triển của thành phố. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ. Phạm Thanh cũng xin được trân trọng kính giới thiệu với tất cả quý vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy. Với lĩnh vực giáo dục thì chúng ta có rất là nhiều cụm từ mới trong thời buổi này. Cụ thể đó là một cụm từ đó là giáo dục khai phóng. Thì cô có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cụm từ này. Thì cái tinh thần của giáo dục khai phóng đó, nó là cái nền tảng mà mỗi tổ chức giáo dục và đồng bộ là những con người ở trong đó, là những giảng viên và tất cả những người trực tiếp hay gián tiếp trong giáo dục sẽ xây dựng cho các em một cái nền tảng mà ở đó các em có một cái bệ phóng và các em sẽ được khai phóng toàn bộ những cái năng lượng của mình một cách rất là tự nhiên và khai phá những cái tố chất của mình để các em được tiếp cận nhiều cái nền tri thức khác nhau. Nó hình thành một cái tinh thần dân chủ và đồng thời thì cái tinh thần của giáo dục khai phóng nó có một cái điều rất là hay, đó là trách nhiệm với cộng đồng. Thì chúng tôi cho rằng là giáo dục khai phóng thì vẫn còn là một cái quá trình rất dài để trường Đại học Hoa Sen và nhiều trường phải làm được. Nhưng tinh thần giáo dục khai phóng thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đang đi theo đúng với cái tinh thần đó. Dạ, xin được cảm ơn gương mặt Việt Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Và khi nhắc về giáo dục, khi nhắc về kinh tế và những câu chuyện khác nữa truyền cảm hứng trong buổi tối ngày hôm nay thì không thể nào chúng ta không nhắc tới lĩnh vực giải trí, phải không ạ? Và ngay bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ và trao đổi cùng với đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thưa quý vị, một trong những người đã cùng đồng hành và cùng làm nên Miss Trend International 2023. Khi mà tổ chức tại Việt Nam thì một cái khó đó là làm thế nào để chúng ta có thể dung hòa được tất cả các yếu tố Việt Nam của chúng ta để giới thiệu về văn hóa, về con người đến bạn bè quốc tế. Thì thực sự đó là một cái bài toán không hề đơn giản. Với mỗi cô gái, với những cái nền văn hóa khác nhau, và để chuẩn bị cho kỳ vừa rồi trong vòng 23 ngày tại Việt Nam thì chúng tôi cùng với ekip đã chuẩn bị cho cả năm trời trước đó. Lần đầu tiên mà thí sinh trong vòng 23 ngày mà có thể đi đến tất cả những miền di sản của một quốc gia như Việt Nam, thí sinh phải đi đến vùng miền nào thì sẽ góp phần quảng bá cho vùng miền đó, phải mặc áo dài, tạo dáng, phải mặc áo yếm, áo tứ thân, mặc áo bà ba. Tôi còn lồng ghép để thí sinh trải nghiệm ẩm thực. Các bạn nấu bánh xèo và tự đổ những chiếc bánh xèo, được ăn những món ăn đường phố và thực sự trải nghiệm những dịch vụ 5 sao của mảng du lịch của Việt Nam. Không có gì tốt hơn bằng chúng ta lồng ghép văn hóa vào những cuộc thi nhan sắc. Không chỉ các cô ấy đến để tranh đua nhan sắc mà đến đây để giúp chúng ta lan truyền, lan tỏa những cái vẻ đẹp của các nền văn hóa, giao lưu với nhau. Và đặc biệt là chúng ta có tham vọng gọi là thúc đẩy hình ảnh Việt Nam thông qua những hình ảnh đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Và để có thể cống hiến được sức mình, có thể
lan tỏa những thông điệp tích cực như vậy thì chắc hẳn là chúng ta phải yêu thương nơi này lắm, yêu thương thành phố Hồ Chí Minh lắm và yêu thương đất nước Việt Nam của chúng ta lắm. Sức trẻ Việt Nam xin được giới thiệu nhóm Sài Gòn Xanh ạ. Không biết là trong cảm xúc ngày hôm nay của mình như thế nào và
Có bao giờ từng nghĩ là mình được đón nhận nhiều như vậy không? Nói chung là em rất là vui, và những cái hành động nhỏ của các bạn trong Sài Gòn Xanh đã được lan tỏa đến với tất cả cộng đồng, và cũng rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện lan tỏa những cái điều mà tích cực này đến với tất cả mọi người và đến tất cả cộng đồng một cách đẹp nhất và tích cực nhất. Xin được cảm ơn Lương Ngọc rất nhiều. Còn đối với Vĩ thì sao? Trong cái công việc của tụi em thì một cái công việc nó rất là nhiều rủi ro và nguy hiểm, cộng với lại thời tiết nó rất là oi bức, những ngày hè rồi mưa nắng thất thường. Nhưng mà cái điều đó thì cũng không làm được cái nản chí của tụi em, bởi vì tụi em có sức trẻ, tụi em có nhiệt huyết, tụi em có lửa. Thì mấy cái công việc đó thì đối với tụi em thì tụi em không có ngại. Với lại thứ hai, tụi em thì cũng xuất phát, em với lại Ngọc thì cũng là xuất phát từ những con nhà nông thôi. Mấy cái việc chân tay này thì tụi em từ nhỏ đã quen rồi, thế cho nên là tụi em cũng không ngại. Và cũng chính nhờ những cái hành động của tụi em thì cũng đã lan tỏa đến được tất cả những người cùng chung suy nghĩ với tụi em, cùng chung cái tầm nhìn với tụi em, cho nên là tụi em cũng xây dựng được cái cộng đồng Sài Gòn Xanh ngày hôm nay và làm được những việc có ích cho xã hội. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tiếp nối những điều đẹp đẽ, dung dị trong cuộc sống thì chúng tôi còn có hai bạn trẻ của nhóm Vẽ Hạnh Phúc. Dạ, xin được mời hai anh chị cùng đứng lên ạ. Chỉ với những sơn nào hoặc là cọ này, những vật liệu rất là đơn giản thì hai chị đã cùng làm mới các biển hiệu của các cô chú, các anh chị em người lao động để có thể mang tới những niềm vui nho nhỏ hơn nữa. Thì không biết là trong năm qua mình đã vẽ bao nhiêu nụ cười rồi, và mình tính là mình sẽ tiếp tục lan tỏa những cái tình yêu thương này như thế nào ạ? Xin được mời chị. Trong năm vừa qua thì tụi em đã thu hơn 100 nụ cười. Tính ra thì tụi em mới bỏ lẻ thôi, tụi em chưa có bỏ sỉ. Cho nên là em hy vọng mà năm sau em có thể bỏ sỉ nhiều nụ cười hơn. Và có thể là em sẽ kết hợp với các anh chị ở Sài Gòn Xanh, kết hợp với các anh chị ở trong cái đội ngũ trong trường học nè, để mang nét vẽ của tụi em đến gần hơn đến các anh chị đang chữa trị trong trại tâm thần, hoặc là các anh chị đang điều trị trong những cái khu bệnh viện. Thì lúc đó thì tụi em sẽ cố gắng để có thể lan tỏa được nhiều nụ cười hơn, nhiều tích cực hơn và nhiều sự đáng yêu hơn nữa đến tất cả mọi người. Dạ, thì như cái tên gọi của em và Phượng đặt ra đó chính là Vẽ Hạnh Phúc. Thì xuất phát từ cái tâm nguyện của hai đứa là mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người, cũng như cái câu của chương trình đó là những điều dung dị. Thì em và Phượng mang những cái nét vẽ, những màu sắc đến với những gánh hàng buôn bán trên đường phố của Sài Gòn, giúp các gánh hàng đó bán chạy hàng hơn. Từ đó các con bà cô chú có thêm chi phí để trang trải cuộc sống. Và khi mà trao gửi những cái bản hiệu đó cho các con bà cô chú thì tụi em nhận lại được những cái nụ cười, và những cái nụ cười đó là cái niềm hạnh phúc của riêng em với Phượng. Qua những cái thông tin của chương trình chia sẻ, tụi em cũng mong muốn là có thể truyền tải cái nét vẽ dung dị của tụi em để mà ghi dấu lại những chân dung nhân vật có mặt trong mùa đầu tiên. Xin được mời hai bạn, chúng ta sẽ cùng giơ cao bức tranh này để tất cả quý vị cùng nhìn thấy. Đây là bức tranh dành cho gương mặt Việt Nam mùa đầu tiên viết tiếp những điều dung dị ạ. Xin được cảm ơn nhóm Vẽ Hạnh Phúc về những khoảnh khắc vô cùng đáng giá này. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Sao mai tóc mây hoa cài, ngón tay em dài dẫu trông cho tàn vẫn không đầu hàng. Chẳng phải sao mai cũng không là ai, nụ hoa miệt mài nở trên cao điểm đẹp mà nhiều gái. Sáng nắp anh xin chào chị em Aia, trái tim hiên ngang dù trong gai tươi lên trong màng. Chẳng có anh sao nào bằng em Aia, một lòng bất khuất em phi theo trong tiếng ca dịu dàng. Nữ ca sĩ Vương Mỹ Chi cùng với Vũ Đoàn. Ô! Oh.
Kính thưa quý vị, cô gái hát nhạc dân ca quen thuộc với vị khán giả ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ. Và trong năm 2023, Phương Nguyễn Tri đã đóng góp vào nền âm nhạc nước nhà với dự án âm nhạc Vũ Trụ Cò Bay, lấy chất liệu nguồn cảm hứng từ văn học của dân tộc. Và ngày hôm nay, Phương Nguyễn Tri cũng đã đến với gương mặt Việt Nam cùng với ca khúc Những Ngôi Sao Xa Xôi, cũng là một trong những ca khúc lấy nguồn cảm hứng từ văn học Việt Nam. Dạ, thật sự ra khi mà em còn học, còn ngồi ở ghế nhà trường thì thực sự môn văn là một cái môn mà em yêu thích nhất, cũng như là một môn em dùng nhiều tâm sức nhất, bởi vì em cảm thấy là những cái tác phẩm văn học của Việt Nam rất là hay. Đó cũng là một cái niềm thôi thúc để mà khi mà em được thực hiện một sản phẩm âm nhạc chính thức của mình, em được lấy cảm hứng trên đó. Và tiếp sau đây xin mời tất cả các cô chú và anh chị cùng lắng nghe đoạn mở đầu của Vũ Trụ Cò Bay. Trời Nam sông ôm núi cao vời, cỏ thiêng ôm mây trắng lá lơi. Dù trên cao mưa sấm vang trời, cỏ bay dệt nên thi ca hóa muôn đời. Từ phương Nam cỏ theo cánh đồng, cỏ hiên ngang về chốn biển xa. Nhìn cầu nguyên mù sương trắng xóa. Trân trọng cảm ơn hai MC Phương Hậu và Lan Nhi, cũng như cảm ơn nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi với những chia sẻ vừa rồi. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ gặp gỡ với lại hai nghệ sĩ xiếc Hiển Phước và Thanh Hoa. Thưa quý vị, khi mà chúng ta trình diễn ở phần mở đầu nhận được nhiều tiếng vỗ tay như vậy và mang hai tiếng Việt Nam ra với thế giới, ít ai biết được đằng sau những phần trình diễn đáng tự hào như vậy thì đó là cả một quá trình khổ luyện và đầy gian lao. Khi theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì chị có nhớ rằng là trong suốt quá trình mình tập xiếc mình đã té bao nhiêu lần, hay là lần nào nặng nhất là mình bị như thế nào không ạ? Dạ, thật sự là trong cuộc đời làm nghệ thuật của Thanh Hoa tới năm nay là khoảng 16-17 năm, thì thật sự là con số té là mình không đếm được. Mỗi lần mà té xuống là điều đầu tiên mình nghĩ tới là mình cảm thấy tự nhiên mình cảm thấy chặn lòng trước, buồn trước. Và khi té xuống hầu như là mọi người cũng đều biết là bảo hiểm về nghệ thuật xiếc của Việt Nam rất là thấp. Hầu như là khi mà té xuống là mình chỉ được một phần nào đó thôi. Đa số là mình sẽ tự lo cho mình nhiều hơn. Cả khi mà Thanh Hoa và Hiển Phước đi nước ngoài thì hầu như là
Mỗi lần mà hai đứa bị chấn thương là hai đứa đều tự chăm sóc, tự đi ra tìm thuốc để mà mua cái chai xịt về để mà trước khi thi đấu sẽ xịt vào cái vai hoặc cái chân của hai đứa để giảm đau, để ra thi đấu. Trước khi mà Phước qua Kazakhstan thì trong một cái chương trình diễn tại rạp xiếc công viên gia đình thì Phước bị ngã từ trên xuống và có bị chấn thương chân. Và trước khi sang Kazakhstan để dự thi thì khoảng 2 tuần thôi thì Phước bị chấn thương vai. Rồi qua bên đó là mình vừa đau chân vừa đau vai, đó là mình phải cố mình làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm thôi. Đó, rồi cho tới khi mà Phước sang tham dự một cái cuộc thi ở bên Bulgaria nữa thì trong lúc mà tập luyện á, thì Phước di chuyển xuống sân khấu á, thì lại bị ngã một lần nữa. Bản thân Thanh Hoa mỗi khi mà mình té xuống thì điều đầu tiên mình suy nghĩ là tại sao mình vì hai tiếng Việt Nam, vì cái niềm đam mê của mình mà mình phải hy sinh quá nhiều như vậy. Nhiều lúc mình cược cả tính mạng của mình vào cái bộ môn này, nhưng mà nó chỉ là một cái suy nghĩ thoáng qua thôi. Nhưng mà sau đó khi mà mình đứng trên sân khấu, được sự yêu thương của khán giả, được sự khích lệ của các đồng nghiệp, sự quan tâm của mọi người, thì mình cái suy nghĩ đó nó ra khỏi cái đầu mình. Thật sự là khi mà mình nói là cuộc đời này mình cố gắng vì ai, thì phải nói là mình cố gắng vì bản thân mình trước đã, sau đó mình sẽ nói là cố gắng vì người khác. Xin được cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một chàng trai đã làm một điều mà tưởng chừng như không ai dám làm, thưa quý vị. Và đây là Trần Đặng Đăng Khoa, người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng chiếc xe máy. Và ngày hôm nay anh đã mang chiếc xe máy của mình đến với sân khấu Gương Mặt Việt Nam. Ngày 11 tháng 11 năm 2023, cách đây không lâu, anh đã thực hiện chuyến vòng quanh thế giới lần thứ hai của mình khi ekip thực hiện chương trình ngỏ lời mời đến anh Trần Đặng Đăng Khoa. Lúc này anh đang bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình ở châu Á, thì anh nói: đối với anh, hành trình lần hai là hành trình truyền cảm hứng của những con người Việt Nam dám nghĩ, dám làm và dám đi. Nên bây giờ Việt Nam cần anh về, anh sẽ về. Tới thời điểm hiện tại chưa ai phá kỷ lục của anh trong việc đi vòng quanh thế giới như vậy. Vậy tại sao anh lại bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới lần thứ hai của mình? Cái chuyện kỷ lục hay không, thực sự thì nó không có quan trọng đối với anh. Mình đã làm được cái giấc mơ lớn nhất của cuộc đời mình, đó là được đi khắp nơi thế giới, đến bất kỳ nơi nào mình muốn cho mọi người, các nước trong khu vực như trên thế giới thấy là người Việt Nam có thể làm được những cái chuyến đi rất là lớn và đi vòng quanh thế giới, và ngay cả những cái nước Đông Nam Á cũng rất là khó. Người Việt Nam mình có thể nhỏ bé, chẳng hạn đây là một điển hình rất là nhỏ và chiếc xe cũng rất là nhỏ, và cái chiếc xe sắp tới mình đang thực hiện cái chuyến đi vòng quanh thế giới lần hai cũng rất là nhỏ bé. Nhưng mà nó không phải là vấn đề lớn, quan trọng là nếu như mình tự tin, các bạn trẻ có cái hoài bão, có cái ước mơ và cố gắng sống cho cái đam mê, tin vào những cái cuộc đời, cái ước mơ của mình thì hãy cố gắng hết sức, thì chúng ta có thể làm được, chúng ta không thua kém bất kỳ nước nào hết. Và rất hy vọng sau này nếu có chương trình lần hai mà anh vẫn còn đang lang thang mà có mời thì sẽ sẵn sàng trở lại đây để nói xin chào Việt Nam và lại tiếp tục tham gia chương trình lần sau nữa. Xin cảm ơn các anh chú. Thank you.
Ngày hôm nay đã chuyển hóa tất cả lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc vào những hành động cụ thể cùng với hành trình truyền cảm hứng của mình đã cống hiến cho quê hương. Và bất kỳ ai ở độ tuổi nào, ở ngành nghề nào cũng mong muốn đóng góp sức mạnh cho công cuộc phát triển đất nước. Và tất cả chúng tôi tin rằng tất cả quý vị ngồi ở đây, tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình này đều sẽ góp phần tạo nên một Việt Nam rạng rỡ từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống này. Và lời cuối, thay mặt cho ban tổ chức chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị khách quý, quý gương mặt Việt Nam, những nhân vật đã đến giao lưu và cùng chúng tôi lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng và cùng chúng tôi viết tiếp những điều dung dị. She said